Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ Bảy 21 tháng 6 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết là tin tàu chiến Philippines và Mỹ sẽ diễn tập quân sự hỗn hợp tuần tới ngoài khơi đảo Lưu Dân, trong khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên biển Hoa Nam, tức biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Phát ngôn nhân đơn vị Philippines dự tập trận, Trung úy Romel Rodriguez cho biết cuộc thao diễn quân sự Karat Chữ tắt của hợp tác huấn luyện và sẵn sàng trên biển là cuộc tập trận thường niên có 1.000 binh sĩ của hai quốc gia tham dự. Ông bác bỏ nguồn tin là cuộc thao diễn này có liên quan đến tình hình căng thẳng đang leo thang trên biển, vì mọi hoạt động của cuộc tập trận đều diễn ra trong hải phần biển Tây Philippines, Việt Nam gọi là biển Đông và Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam. Việt Nam vẫn ở bậc 2 trong phúc trình về nạn buôn người trên thế giới năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố ngày thứ sáu ở Washington. Theo phúc trình thường niên này, chính phủ Việt Nam có tiếp tục nỗ lực phòng chống tệ nạn mua người, song còn nhiều việc cần phải làm trong lĩnh vực kiểm soát và ngăn cấm những công ty quốc doanh hay tư nhân lợi dụng chính sách xuất khẩu lao động để đưa người ra nước ngoài làm việc mà không đảm bảo phúc lợi và an toàn cho họ. Trong khi đó, thì Thái Lan và Malaysia bị liệt vào danh sách đen trong phúc trình thường niên về nạn mua người trên thế giới năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức là nằm trên bậc 3 là bậc chót. Phúc trình được Ngoại trưởng John Kerry công bố hôm thứ Sáu ở Washington cũng cho thấy Trung Quốc được đánh giá có nhiều tiến bộ với kế hoạch tiến tới bãi bỏ những trại lao cải, tức trại lao động cải tạo. Cảnh sát Macau hôm thứ Sáu phá vỡ một đường dây cá độ World Cup 2014 trị giá 5 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 645 triệu đô la Mỹ. Đây là một tổ chức cá độ rất lớn, chỉ riêng một ván cá độ đã lên tới 5 triệu 100 ngàn đô. Macau vốn là một trung tâm cờ bạc quốc tế nổi tiếng xưa nay. Phát ngôn nhân cơ quan cảnh sát Macau là ông Sean Campfire cho biết đường dây cá độ này cao giá nhất trong tất cả những tổ chức cá độ trước nay. Báo chí địa phương đưa tin là cảnh sát tìm thấy hơn 2 tỷ đô la Hồng Kông, tức hơn 258.000 tiền mặt và 1 tỷ đô la ghi trong sổ sách biên nhận cất giữ trong một phòng khách sạn mà tổ chức cá độ sử dụng làm nơi giao dịch qua mạng. Iran đã chuẩn bị loại bỏ tất cả kho chứa uranium đã được làm giàu, theo một thỏa thuận quan trọng ký với sáu nước vào năm ngoái. Hãng tin Reuters trích một báo cáo của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA về thỏa thuận tạm thời cho biết như vậy vào hôm qua. Báo cáo cập nhật của IAEA cho thấy Iran sẽ thực hiện những cam kết để ngưng các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi. Kho chứa uranium của Iran từ lâu đã là mối lo ngại của phương Tây vì nó tiến rất gần tới mức dùng để làm vũ khí hạt nhân. Iran thì nói chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình. Vòng đàm phán thứ năm giữa Iran và 6 nước gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu vào tuần này tại Vienna. Tuy nhiên, Iran cho biết những vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết và kêu gọi 6 nước nên từ bỏ những đòi hỏi quá mức mà Iran có thể chấp nhận. Số người dân phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh đã lên đến 50 triệu người, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCA cho biết như vậy vào hôm qua. Theo cao ủy này, có khoảng hơn 51 triệu người phải bỏ nhà cửa tính đến cuối năm 2013, tức là cao hơn 6 triệu người so với năm trước đó. Syria là nước có nhiều người phải bỏ nhà cửa nhất do nội chiến, Kể từ khi xung đột nổ ra tại nước này vào tháng 3 năm 2011, đã có 2 triệu rưỡi người phải rời nước và 6 triệu rưỡi người phải đi lánh nạn trong nước. Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan cũng gánh chịu một làn sóng mới, những người phải đi lánh nạn do khủng hoảng. Cao ủy Liên Hiệp Quốc cho biết, con số người tị nạn lên cao cũng cho thấy gánh nặng đè lên vai những nước ở tuyến đầu của các cuộc khủng hoảng người tị nạn như Pakistan, Iran và Lebanon. Khu vực có đông người tị nạn nhất là châu Á Thái Bình Dương với 3 triệu rưỡi người. Tiếp theo là vùng hạ Sahara, Trung Đông và Bắc Phi. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ bảy của Đài Á Châu Tự Do, Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.